chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Vui của Oppo sẽ cập nhật cho chúng ta cái phiên bản cao nhất đến thời điểm hiện tại của chiếc Oppo A9 là phiên bản bao nhiêu nha. Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Vui của Oppo sẽ cập nhật cho chúng ta cái phiên bản cao nhất đến thời điểm hiện tại của chiếc Oppo A9 là phiên bản bao nhiêu nha. Thì để kiểm tra được cái phiên bản cao nhất chúng ta đang là phiên bản bao nhiêu thì sẽ có hai cách. Một là chúng ta vào cài đặt nè. Các bạn tìm đến mục là giới thiệu điện thoại ha. Giới thiệu điện thoại nè. Thì các bạn xem là máy của mình đang là cái này là cái tên máy nè. Cái kiểu máy là CBH1937. Phiên bản Android hiện tại đang là phiên bản chính ha. Và color OS của mình đang là phiên bản 6.0.1. Đấy là đây là xem về cái thông số. Ngoài ra nó sẽ xuất hiện một số cái thông số của máy. Và có một cách thứ hai nữa nhanh và đơn giản hơn, đó là chúng ta chỉ cần vào bấm phím gọi, bấm lệnh là sao thăng 1 2 3 4 thăng. Đây thì nó sẽ xuất hiện cái phiên bản hiện tại đang là phiên bản A37 nè. Thì các bạn nào có cái phiên bản thấp hơn A37 thì chúng ta có thể là nâng cấp lên phiên bản hiện tại. Thì để nâng cấp thì chúng ta sẽ làm như thế nào thì các bạn nhớ bật wifi ha. Và chúng ta vào cài đặt nè. Chúng ta vào cài đặt, chúng ta vào cập nhật phần mềm. Đây, vào cập nhật phần mềm ha. Thì do máy này hiện đang là phiên bản cao nhất rồi nên nó sẽ không có xuất hiện là nó sẽ xuất hiện là phiên bản phần mềm của bạn đã cập nhật, có nghĩa là đang ở phiên bản cao nhất rồi. Nếu mà các bạn ở phiên bản A thấp hơn á thì nó sẽ xuất hiện là phiên bản có phát hiện một cái phiên bản mới và các bạn có muốn tải xuống hay không, thì chúng ta bấm tải xuống là nó sẽ được nâng cấp lên A37. Còn nếu cái phiên bản A37 thì có những tính năng nào mới nào so với phiên bản cũ thì các bạn vào tính năng nè, chúng ta xem ha. Đây thì nó sẽ cập nhật, chúng ta thấy là đây nó sẽ nâng cấp cái tính ổn định của hệ thống lên nè. Rồi nó sẽ cập nhật một số cái bản quá để giúp cho cái máy mình bảo mật hơn và nó sử dụng được mượt mà hơn. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Và chúc các bạn trải nghiệm cái phiên bản A37 này, ColorOS 9 thật nhiều cái thú vị.